lên. Để bàn tay sao vậy, cái bụng các em để trên bàn lòng bàn tay thì đưa các em, dìu các em thì khoảng còn chừng 2 mét nữa tới chỗ là buông các em để cho các em bung bơi, thì trong 10 ngày 7 ngày thì các em chặt chỉnh bơi được. Mỗi lớp dạy 30 em, 40 em. Cô Sáu yêu trẻ em, Sáu dạy cho trẻ em không bị chết đuối. Hồi mới dạy đó thì nó cũng hơi gặp khó khăn. Nhiều cái đứa nó lì, sợ nó hụt giò, hụt cẳng đồ. Rồi sau là nhần là nó đã quen. Con học cô Sáu rồi con rất vui. Và con rất quý mến bà Sáu. Hay vì lúc đó con không biết bơi rồi vô lớp bà Sáu học, bà Sáu dạy con mới biết bơi. Con tôi thì không thế nào mà dạy nó lội được chứ. Hai chồng tập dữ dằn lắm mà tập thì miễn nó xuống nước thì nó sợ cái nó chìm. Rồi mà một khi bà Sáu mà bà dạy được là mừng không thế nào, mừng dữ lắm. Bơi coi. Bà Sáu thì bà là thuộc diện hộ nghèo, thì bà cũng mưu sinh bằng rất nhiều nghề như là mề bán vé số hay là mua bán trái cây. Bà Sáu dạy được là khoảng hơn 15 năm, ủy ban xã sẽ hỗ trợ cho bà Sáu là 200.000 đồng một tháng, và ủy ban xã cũng hỗ trợ cho các điểm dạy bơi cho bà Sáu là mỗi một điểm sẽ hỗ trợ bà Sáu 500.000 để cho bà Sáu chi phí đi lại ăn uống trong quá trình dạy bơi. Mạnh lên, mạnh lên.